Chào các bạn, hôm nay App Channel sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn mạng thủ công khi roaming đối với hệ điều hành iOS. Trước tiên, các bạn vào mục cài đặt, chọn tiếp nhà cung cấp. Các bạn thấy đang bật tự động thì máy sẽ dò tìm theo đúng với nhà cung cấp dịch vụ mà trên SIM các bạn sử dụng. Và khi roaming, các bạn cần tắt tự động đi, máy sẽ dò tìm và hiển thị danh sách các nhà mạng thì các bạn chọn vào mạng khả dụng. Tiếp theo nữa, các bạn lưu ý ở mục di động, dữ liệu di động và trường mục dữ liệu. Khi đi roaming để truy cập được thì các